Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng ngày 5 tháng 3, đơn vị này tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô khách dường nằm và xe container tại quốc lộ 2, đoạn từ Hà Giang sang Tuyên Quang trong đó 5 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, được đưa về nhà xác, chờ người thân đến nhận thi thể. 4 trường hợp bị thương đang điều trị tại khoa cấp cứu. Theo ông Đạo thông tin, trong 4 ca cấp cứu có một bệnh nhân nữ 23 tuổi bị đa chấn thương, nguy cơ tử vong cao. Ba bệnh nhân khác bị tổn thương nhẹ hơn, với các chấn thương vùng bụng, chân, tay, sức khỏe ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng. Ông Đạo thông tin, các nạn nhân đều chưa có người nhà tới viện tiếp nhận các bác sĩ của khoa cấp cứu vẫn đang tích cực chăm sóc cấp cứu cho các nạn nhân. Trước đó khoảng 1 giờ 36 cùng ngày, một ô tô khách lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang Tuyên Quang đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ móc. Sau vụ va chạm, xe container bị lật đổ ra đường. Lực lượng cảnh sát công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt rỡ cứu những người bị nạn. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm, công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, phó thủ tướng Trần Lưu Quang, chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết trên quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo về tình hình, nguyên nhân vụ việc và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, ra công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa, không để xảy ra vụ việc tương tự. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, làm trưởng đoàn đang trên đường đến Tuyên Quang để phối hợp với lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định ô tô container biển số 15C075XX đi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ đã đánh lái sang trái, từ đó dẫn đến va chạm với xe khách biển số 23F000XX đang đi chiều ngược lại.